Xin chào cả nhà, Hòa Dân xin đọc truyện tiếp theo trong quyển Sử tích và giai thoại về địa danh Việt Nam, tác giả Vũ Ngọc Khánh. Sử tích núi Quẩy, sông Cày ở Đông Sơn, Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Đây là câu chuyện liên quan đến truyền thuyết về ông Tu Nưa ở Thanh Hóa. Núi Quẩy ở giữa hai huyện Đông Sơn và Nông Cống. Sông Cày tức là sông Hoàng Giang, núi Nuê còn gọi là Na Sơn. Ông Tu Nưa được xem là con của thần núi này. Thuở ấy đất Đổng Pho nay thuộc xã Đông Hòa, đồng rộng nhưng người dân lại sống một vất vả, nghèo khổ do đất làng khô cằn, chẳng có sông suối, hồ ao, quanh năm bị hạn hán đe dọa. Đầu làng phía Tây và cuối làng phía Đông có hai ngọn núi đứng chắn, nên ngày ở đây rất ngắn mà đêm lại dài. Vì mặt trời lên thì bị núi phía Đông che, mặt trời lặn bị núi phía Tây che. Dân làng ao ước cầu trời làm sao dời được hai ngọn núi đi nơi khác để dễ bề làm ăn sinh sống. Trong làng có một người đàn bà nghèo đã luống tuổi nhưng vẫn sống một mình. Một hôm bà vào núi phía Tây hái củi, chợt thấy những bàn chân to lớn kỳ lạ in sâu vào đá. Liền đặt chân ướm thử, ai ngờ từ đó bà mang thai rồi đẻ được một đứa con trai. Đứa bé lớn nhanh như thổi và có sức khỏe kỳ lạ. Chàng trai có thể ăn hết cả nồi cơm to, quật ngã cả trâu mộng, gánh nước không như người thường mà bằng cả đôi chim to tướng. Thương mẹ, thương dân làng quanh năm vất vả mà chẳng đủ ăn, nên chàng trai nuôi chí dời núi sang đồng. Dân làng cho rằng chàng là thần giáng thế nên cùng nhau góp cơm gạo nuôi chàng. Năm 18 tuổi, chàng tụ tập trai tráng trong làng để dời núi, nhưng khác nào công giả tràng xe cát viễn đông. Vì hễ ban ngày đào xẻ bao nhiêu thì tới đêm núi lại mọc đầy bấy nhiêu. Mọi người thấy vậy có ý nản lòng, riêng chàng trai vẫn ngày đêm nung nấu, quyết tìm mọi cách để chế ngự núi. Chàng nghĩ có lẽ phải gánh hẳn núi đi một lần họa chăng mới dời được. Một lần nọ, chàng trai lại vào núi phía Tây, nơi ngày xưa mẹ đã ướm thử chân mà sinh ra chàng. Một ngọn gió mang mùi hương ngào ngạt của núi rừng bay tới làm chàng lâng lâng và thiếp đi lúc nào chẳng rõ. Trong mơ, chàng thấy một vị thần to cao sừng sững, xưng là cha, gọi chàng là con và bảo rằng: "Thấy con nuôi chí lớn gan bền, mong đem lại sự no ấm, yên vui cho mọi nhà, cha rất mừng. Nhưng sức con chưa đủ gánh núi, con phải cố gắng công rèn luyện sức lực ngày đêm. Bao giờ tìm hạ được voi chéo ngà trên núi Na Sơn, núi Nưa lúc ấy hẳn tính chuyện." Chàng thưa với cha nỗi băn khoăn về quan đòn gánh, thần lại bảo: "Con cứ hạ xong voi, khắc được như ý." Tỉnh dậy, chàng thấy người như được tăng thêm sức lực, quẩy gánh củi trên vai, chàng bước nhanh như gió cuốn về nhà. Từ đó cứ sáng dậy là chàng lại tìm vào núi chặt cây bằng tay không. Nhiều cây to ngang người ôm cũng bị chàng chặt đổ. Chàng dùng chân cày ruộng cho mẹ và dân làng sâu gấp hai lần cày trâu, thấy sức mình đã tăng lên gấp bội. Lúc ấy chàng mới từ biệt mẹ, dân làng tìm vào núi Na Sơn hạ voi chéo ngà. Cuộc đọ sức giữa chàng trai với voi chéo ngà kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm liền, làm rung động cả vùng núi Na Sơn. Cây cỏ đất đá bị quần nát bay rào rào tung xa và hàng vài dặm. Cuối cùng voi chéo ngà phải thần phục để cho chàng nắm voi dắt đi. Trên đường về, chàng chợt thấy một cây lim xanh ngàn đời, thân cây to mấy chục người ôm không xuể, tán cây vương xa rợp cả một vùng, bao quanh thân cây là thứ dây leo rất bền. Chàng mừng rỡ, liền hạ luôn cây lim, lấy dây buộc bắt voi chéo ngà kéo thẳng một mạch về làng. Lấy thân lim làm đòn gánh, lấy dây leo làm quan, chàng trai chuẩn bị gánh núi. Trong tiếng hò reo cổ vũ vang trời của dân làng, chàng trai lấy hết sức mình, thét vang một tiếng như sấm động, nhổ bật cả hai ngọn núi lên và gánh đi. Hai quả núi đè nặng trên vai làm vết chân chàng lún sâu vào lòng đất thành những ao dọc. Bởi thế nên đất Đồng Pho ngày nay có nhiều ao dọc. Chàng gánh núi đi được một đoạn thì chẳng may quan đứt, hai đầu hòn núi văng ra rất xa. Bây giờ là khoảng giữa chợ Gốm và chợ Nưa, núi ấy từ đó có tên là núi Quẩy. Giờ núi xong nhưng đồng làng vẫn khô cạn. Chàng trai dùng đòn gánh gánh núi đẽo thành một cái cày khổng lồ, rồi bắt voi chéo ngà cày một đường sâu hóm. Đường cày ấy là con sông Hoàng Giang bây giờ, hay còn gọi là sông Cày. Giờ núi đào xong sông, chàng bỏ vào núi Na Sơn và chẳng bao giờ trở lại. Dân làng bảo rằng chàng chính là thần núi Na Sơn, lại có người nói chàng là con trai của thần núi Nưa. Dân làng Đồng Pho gọi chàng là ông Tu Nưa, trước đây đã lập đền thờ và lớp cháu con bây giờ vẫn truyền tụng mãi về chiến tích bất diệt của chàng.